Lọc Tiểu Cương, người đã cấp 219 rồi mà vẫn chưa thỏa mãn à? Sao có thể? Cho nên ta nghi ngờ Mã Hồng Tuấn chắc chắn. Còn chuyện gì đó giấu chúng ta? Mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Phải chăng là bọn họ? Tìm Vinh Vinh hỏi một chút là biết. Là ai? Độc Cô Bác. Là Lão Phu, các người rất bất ngờ. Gặp qua Độc Cô Bác miệng hạ. Độc Cô Bác, ngươi đến đây có chuyện gì? Viện trưởng chúng ta bảo ta đưa thứ này đến. Tiền bạc của các người chuẩn bị xong chưa? Ngươi vừa rồi gọi hắn là viện trưởng. Chẳng lẽ ngươi đã gia nhập Phượng Hoàng Học Viện? Đúng vậy, Lão Phu hiện giờ là đại trưởng Lão Phượng Hoàng Học Viện. Cái gì? Không có vấn đề gì thì trả tiền đi. Xuất hiện một lần trả hết, Lão Phu còn phải quay về báo cáo viện trưởng. Được, trong thẻ này có 100 tỷ kim hồn tệ. Miễn hạ có thể bất kỳ lúc nào đi đến toàn bộ đại lục. Bất kỳ một tiệm cầm đồ nào của Thất Bảo Lưu Ly Tông đều có thể kiểm tra. Lão Phu đương nhiên tin tưởng uy tín của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Chuyện này xong rồi, Lão Phu về đây. Miễn hạ chờ một chút, ta còn có một chuyện muốn hỏi. Nói đi, nhưng Lão Phu không nhất định trả lời ngươi. Lão độc vật, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Thật sự cho rằng hai chúng ta không ở đây phải không? Thật sự cho rằng Lão Phu còn như trước? Cái gì? Ngươi thực sự là cấp 97 siêu cấp đấu la? Độc Cô Bác không phải là cấp 92 sao? Khi nào trở thành cấp 97 rồi? Ta muốn hỏi một chút về Phượng Hoàng Học Viện. Mới gia nhập Bích Lân và Cửu Tâm. Phải chăng là Độc Cô Yến và Diệp Linh Linh? Đúng vậy, chính là bọn họ. Hiện tại bọn họ đã là học sinh của Phượng Hoàng Học Viện ta. Ai dám động đến bọn họ? Chính là một đối đầu với Lão Phu tôn hiệu đấu la này. Lão Phu nhất định sẽ khiến bọn họ phải trả giá đắt. Độc Cô Miện Hạ, Phượng Hoàng Học Viện và Thất Bảo Lưu Ly Tông không phải là kẻ thù, mà là bạn bè. Ừ, tốt nhất là như vậy. Ngươi là Bạch Trầm Hương. Là ta, ngươi là ai? Ta gọi là Mã Hồng Tuấn, là viện trưởng Phượng Hoàng Học Viện. Ngươi có nguyện ý gia nhập chúng ta không? Ngươi không đùa ta đấy chứ? Ngươi là viện trưởng, hơn nữa ta đã có học viện rồi, sẽ không đi. Ngươi lại là Hưng Hoàn Hồn Đế, 6 hồn hoàn màu đỏ 10 vạn năm. Gia tộc ngươi nghèo khó, không thể cung cấp cho ngươi quá nhiều tài nguyên. Chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập, học phí sẽ được miễn phí và sẽ được bồi dưỡng mạnh mẽ. Không lâu nữa sẽ là toàn bộ đại lục tinh anh hồn sư đại tái, lúc đó ngươi có thể là người tham gia thi đấu. Được, ta đồng ý, nhưng ta phải nói với Gia Gia một tiếng. Hay là ngươi cùng ta đi xuống? Được. Đi vào đại điện bên trong, Bạch Trầm Hương chủ động tìm Gia Gia Bạch Hạc. Nói mọi chuyện ra. Phượng Hoàng Học Viện, cái gì vậy? Lão Phu, chưa bao giờ nghe nói đến Phượng Hoàng Học Viện. Sẽ không phải là quảng cáo giả mạo chứ? Bạch Hạc tiền bối, cần gì phải thử ta như vậy? Hay là chúng ta so tài một chút, để Lão Phu xem thử thực lực của ngươi như thế nào? Được, tiền bối nói so tài cái gì? Chúng ta sẽ so tài tốc độ. Trong một nén nhang thời gian, ngươi có thể bắt được Lão Phu. Lão Phu sẽ thừa nhận thực lực của ngươi, để Trầm Hương theo ngươi học. Có thể, nhưng ta phải thêm một điều kiện. Nếu ngươi thua, cần phải dẫn dắt Mẫn Chi tộc gia nhập Phượng Hoàng Học Viện ta. Á, nếu ta thua, ta sẽ miễn phí cho các ngươi 1 triệu kim hồn tệ trợ giúp. Sao nào? Ngươi muốn tặng tiền cho ta? Ta cũng không có ý kiến gì, ta đồng ý. Nhưng, ngươi chỉ có một nén nhang thời gian. Cần gì một nén nhang, ta chỉ cần ra tay một chút, sẽ có thể bắt được ngươi. Thật là kiêu ngạo. Hãy xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Phượng Hoàng Phá Vọng Đồng, mở, tìm được ngươi rồi. Tốc độ chậm quá. Chỉ như vậy thôi, hey, bắt được ngươi rồi. Không thể nào, ngươi từ khi nào theo sát ta? Ta lại không phát hiện ra. Ngươi thua rồi, để Bạch Trầm Hương đi theo ta đi. Ngươi thu dọn một chút, chuẩn bị dẫn dắt Mãn Chi tộc di chuyển đến Phượng Hoàng Học Viện ta đi. Ta đường đường là hồn đấu la, lại thua một hồn đế. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, mặt mũi Lão Phu còn đâu mà gặp người. Tiểu tử, đổi luật chơi, để Lão Phu bắt ngươi. Không ngờ Bạch Hạc đường đường là hồn đấu la, lại vô sỉ như vậy.
ta cũng coi như lĩnh hội được rồi.